Xin chào các bạn, hôm nay mình có cái động cơ của Toyota Corolla. Đời máy mình quên rồi, bị thổi ron đang thực hiện gia công cực kỳ chính xác. Như các bạn thấy là cái mặt culas nó không có phẳng, nó ăn chỉ có hai bên, ở giữa thì nó bị lõm. Đó là lý do chính tại sao nó bị thổi ron. Hiện giờ mình đã bào được 4 gạch rồi, 4% của mm rồi các bạn. Thì không biết nó có sạch hết hay không, phải chạy hết bánh này thì mới biết được. Về mặt tiêu chuẩn á, thì độ dên của mặt wheelet và mặt lốc phải nhỏ hơn 2% của mm thì mới đảm bảo được là cái độ khích của bùn đốt và sẽ không xảy ra thổi ron. Nên trong khi gia công cơ khí chính xác, mình phải cực kỳ lưu ý cái vấn đề này. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng. Như các bạn thấy thì cái xi lanh nằm ở giữa vẫn còn bị lõm, mình phải đi thêm một pass nữa. Tổng cộng là mình đi hết 6 gạch rồi nha các bạn, 6% của mm rồi. Hy vọng cái pass cuối này thì nó sẽ sạch hết tất cả. Đây là kết quả cuối cùng, phẳng, bóng, mượt, đúng tiêu chuẩn. Như vậy sẽ đảm bảo được cái độ khích của bùn đốt. Tiếp theo là mình phải bào cái mặt lốc máy luôn. Và nó cũng giống như mặt wheelet, nó cũng bị lõm ở giữa các bạn. Nó chỉ ăn có hai bên mà thôi. Cái lốc máy này bằng gang nên mình sử dụng cái chip bào mặt nó khác với cái chip mà bào mặt wheelet bằng nhôm. Mình đã đi được một pass rồi, tiếp tục đi pass thứ hai. Hiện giờ mình đã bào gần như là 5 gạch rồi đó, nhưng mà nó vẫn chưa có phải là sạch lắm. Hy vọng cái pass cuối này nó sẽ gần như là giải quyết được tất cả các vấn đề. Coi như tổng cộng cái mặt wheelet và cái lốc máy mình bào cỡ khoảng 1 gem. Thì đối với cái máy xăng thì nó cho thoải mái các bạn. Các bạn có thể bào khoảng từ 1 đến 2 gem thoải mái. Đây là kết quả cuối cùng.